chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món canh trùng trục dăm hành rất là ngon như thế này nhé. Khi thời tiết khó chịu thay đổi giao mùa như thế này, các bạn không muốn ăn thì chúng ta có thể làm một món canh rất là đơn giản như thế này mà lại dễ ăn. Mình mời các bạn cùng vào bếp với mình ạ. Đây các bạn, để mình nấu canh trùng trục nha. Chỗ này của mình là 2kg trùng trục các bạn ạ. Mình nấu canh trùng trục này với dăm hành các bạn, cà chua nhé. Khi trùng trục này thì mình mua từ sáng thì đến chiều tối mình nấu ăn ấy, mình đã ngâm qua nước vo gạo rồi. Sau đó mình lại rửa, mình lại ngâm nước khác nhé. Mình rửa đi rửa lại độ 3 lần đi thì nước nó sẽ sạch các bạn ạ. Nếu mà không có thời gian thì các bạn chỉ cần ngâm một lần nước vo gạo là cũng đã sạch rồi. Cái phần trùng trục này mình sẽ đem đi để mình rửa cho sạch ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình gừng này, hành thơm này, tỏi này, hành lá, rau răm và cà chua nhé. Gia vị khác thì mình sẽ nói sau. Riêng cái món canh trùng trục này ấy, răm và hành là phải có thì nó sẽ không có cái mùi tanh của trùng trục ạ. Bây giờ mình sẽ đem đi để mình rửa cái phần trùng trục này nhé. Khi các bạn mùa này ấy, mình ăn canh trùng trục này rất là mát mà lại bổ nhé. Cứ không phải là chúng ta lúc nào cũng ăn thịt mãi cũng không tốt nhé. Và các bạn phải ăn kết hợp với những loại khác. Thì như trùng trục này vừa mát vừa bổ dưỡng mà các bạn không lo gì mấy cân cả. Mà mình đổi bữa ăn như thế này thì món ăn trong bữa ăn gia đình chúng ta ấy, nó sẽ ngon miệng hơn, dễ ăn hơn rất là nhiều nhé. Nhất là khi thời tiết dịch bệnh mà lại giao mùa như thế này, đang giữa mùa xuân và giao mùa để nó đông hè xuân ấy ạ. Thời tiết rất là khó chịu ạ. Đưa lại cho khi mình ra để mình luộc. Mình chuẩn bị cái xong và mình cho phần trùng trục vào đây. Bây giờ mình sẽ cho vào đây nước nhé. Mình cho vừa phải nước thôi vì trong trùng trục này nó ngậm rất là nhiều nước. Sau đó thì mình sẽ lấy nước từ trùng trục để mình nấu canh ra. Mình cho nhiều ấy xong lại đổ đi lãng phí thì nó mất độ ngọt đi ạ. Để cho cái vỏ nó chóc ấy thì các bạn nên cho một ít muối vào nhé. Bây giờ mình sẽ bật cái phần gừng này ra. Mình sẽ băm nó ra các bạn ạ. Bật ra để băm cho nó ra nước được. Gừng mình thái nhỏ nó ra nhé. Khi mình đã băm thấy rồi. Hành thơm, tỏi các bạn cũng băm ra cho mình. Cà chua các bạn thái ra, có thể thái cau nhé. Dăm hành mình cắt nhỏ ra, mình nấu canh cho nên là mình cắt to. Để các bạn khi nồi này nó gần sôi như này các bạn phải mở vung để ý lửa không có sẽ bị chào nhé. Chào vừa mình bếp mẹ vừa mất cái chất dinh dưỡng. Khi mình nó sôi ấy, các bạn nên đảo lên để cho nó chóc cái phần vỏ bên ngoài ra. Đây ạ, khi cái phần trùng trục này nó đã sôi và mình đã đảo nó hết cái phần đấy, giờ mình sẽ vớt ra nhé để mình nhặt đấy. Mình sẽ đặt cái phần thịt ra riêng các bạn nhé, cái phần vỏ ra riêng ạ, để mình làm sạch cái phần thịt trùng trùng này đi. Đấy, vỏ mình sẽ bỏ đi. Mình cho nồi lên bếp và mình sẽ cho vào đây cái phần dầu ăn nhé.
Bắt đầu mình cho phần hành thơm và tỏi phía trước, rồi mình sẽ cho sau một tẹo. Cái phần trùng trục ấy mình đã rửa sạch, làm sạch cái phần bẩn ở bên trong rồi. Vì những video trước mình cũng có làm như thế rồi nên video này mình sẽ bỏ qua cái bước ý nhé. Các bạn bóp sạch đi cho mình như trái chai là được. Đấy ạ, khi gừng, bây giờ mình sẽ cho lốt phần gừng vào, hành tỏi gừng. Xào cho thơm nhé. Để cà chua nó lên màu ra nước đẹp, các bạn sẽ cho mình cả phần cà chua vào nữa. Món canh như thế này thì ai cũng phải thích ăn rồi ạ. Khi cái cà chua nhá, mình xào như thế này nó đã ra màu bớt rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho phần trùng trục vào. Với 2 cân trùng trục nên là được rất là nhiều thịt đấy ạ. Rồi bây giờ mình sẽ cho gia vị vào đây nhé. Các bạn sẽ cho mình vào đây 1 thìa cà phê nền muối. Hạt lê mình cũng cho 1 thìa. Và 1 ít tiêu. Thì cái món này ấy, thì các bạn muốn không tanh nữa thì mình cho vào đây 1 thìa đường đều lên. Các bạn cho 1 ít tương hột nhé. Nếu mà không có tương hột thì các bạn cho thêm 1 chút mắm cũng được. Khi mình xào như thế này gia vị đã ngấm vào trùng trục rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nước dùng nhé. Cái nước mà mình để đấy ạ. Cái phần cặn các bạn để lại cho mình nhé. Mình đã chắc 2 lần rồi đấy. Khi nồi canh sôi nhé, các bạn lêm lếm cho mình xem gia vị vừa chưa nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần răm và hành vào nữa. Như thế này là đã chín rồi, mình sẽ múc ra bát các bạn nhé. Với cái món canh này thì chúng ta ăn nóng nhé, mình đừng ăn nguội. Ăn nguội thì nó sẽ không được ngon bằng khi các bạn ăn nóng ạ. Đây các bạn, như vậy là mình đã được một bát canh trùng trục ngon như thế này nhé. Các bạn thích có thể làm món ăn này cho gia đình nhà mình thưởng thức ạ. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé, để xem những video mới nhất của mình ạ. Với cách làm món ăn như thế này rất ngon mà lại dễ ăn nhé. Và khi thời tiết khó chịu giao mùa như thế này ạ, lại có một món ăn vừa đầy đủ dinh dưỡng mà lại vừa tốt cho sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.